Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mộ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mộ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đằng đầu, một vị ngồi phía đàn chân. Hai vị hỏi, tại sao bà khóc? Bà trả lời, người ta đã lấy mất xác Chúa của tôi, và tôi không biết người ta để người ở đâu. Vừa nói xong, bà quay mặt lại nhìn thấy Chúa Giêsu đứng đó, nhưng bà chưa biết đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi, bà kia, sao mà khóc? Bà tìm ai vậy? Tưởng là người giữ vườn, Maria liền thưa, thưa ông, nếu ông mang xác người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt người ở đâu để chúng tôi đến lấy xác người. Chúa Giêsu gọi, Maria. Quay mặt lại, bà thưa cùng Chúa, Rabboni, nghĩa là lại thầy. Chúa Giêsu bảo bà, đừng động đến thầy, vì thầy chưa về cùng cha thầy, nhưng hãy đi báo tin cho các anh em thầy hay và bảo họ rằng, thầy về cùng cha thầy cũng là cha của anh em, và về cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em. Maria Magdalena đi báo tin cho các môn đệ rằng, tôi đã trông thấy Chúa, và Chúa đã phán với tôi những điều ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cái chương 20 của Thánh Gioan nó có ba cái mà mình đọc đấy. Đoạn này là đoạn 11 đến 18, nhưng cả cái chương đó nó có ba cái chủ đề. Chủ đề chính vẫn là ngày phục sinh, nhưng mà có ba đoạn, có ba chủ đề khác. Thứ nhất là cái ngôi mộ trống. Thứ hai là Chúa Giêsu hiện ra với cái bà Maria Magdalena. Và thứ ba là Chúa Giêsu hiện đến với các môn đệ. Về vấn đề ngôi mộ trống, hôm trước tĩnh tâm tôi có nói rồi, bà Maria đi ra không thấy xác và thấy như vậy đó, rồi đứng khóc. Có nghĩa là bà đi ra để tìm một xác chết. Bà đem theo thuốc thơm để sức. Bà không hề nghĩ rằng Chúa đã sống lại. Cho nên bà khóc. Bà khóc là vì mất một thân xác mà của cái người mình thân yêu nhất. Bà có quyền khóc, nhưng Chúa lại không muốn bà khóc. Là vì chứng tỏ bà chưa tin những gì Chúa đã nói. Cho nên Chúa hỏi hơi trách một chút, tại sao lại khóc? Chưa bao giờ nghe Chúa hỏi tại sao. Cái lý do nào mà khóc? Cái lý do khóc là vì không tin rằng thầy sống lại rồi, đang đứng đây nè. Vậy mà vẫn còn khóc. Cho nên cái mộ trống mà thôi, không phải là bằng chứng rằng Chúa đã sống lại. Là vì người ta có thể ăn cắp xác, như mình biết. Mặc dù ăn cắp xác thì không có ai làm việc kỳ cục là đứng đó dựng cái xác lên để gỡ mấy cái khăn băng chung quanh. Họ quấn rất kỹ à, thưa quý vị. Quý vị đã thấy những xác ướp Ai Cập à? Cái băng vải nhỏ nhỏ đó họ quấn rất kỹ tay chân mình nữa. Rồi có một cái tấm khác để lên đầu rồi quấn lại. Như vậy mà một thằng ăn trộm mà lại đến đó ngồi, cái ăn cắp xác mà lại đi gỡ mấy khăn ra hết thì là chuyện vô lý. Tuy nhiên, cái ngôi mộ trống không phải là bằng chứng để nói với anh em đồng hương mà không đồng đạo rằng sư phụ chúng tôi đã sống lại rồi. Không chắc. Nó không có đứng vững. Như tôi trình bày, ngôi mộ trống và đồ liệm chỉ là dấu hiệu bề ngoài. Khác với bà Maria Magdalena, người môn đệ mà mình biết là Thánh Gioan đã đến mộ, ông mới nhìn thấy thôi, ông đã tin. Ông tin cái gì? Ông tin sư phụ sống lại rồi. Còn bà chưa tin. Bà đứng đó than khóc. Cho nên rõ ràng Chúa hỏi có ý hơi trách, tại sao lại khóc? Rồi
lúc mà nhận ra Chúa Giêsu kêu Rabboni, có nghĩa là lại thầy, tính xà vào ôm chân Chúa hay gì mình không biết, thì Chúa bảo đừng đụng tới. Câu này khó lý giải, nhưng tôi hiểu theo ý của tôi, và một số nhà chú giải rằng Chúa Giêsu biết mình còn rất ít thời gian để mà chu toàn những gì thật quan trọng. Ví dụ làm cho các tông đồ hiểu được sự kiện phục sinh là đã thực hiện rồi, hay là cái nhiệm vụ chính của họ là đi loan cái tin vui đó đó. Mà còn ít ngày lắm, cho nên không có giờ để tỏ những cử chỉ thân thiện tình cảm, đặt cái ưu tiên trên cái việc là đi loan báo tin vui. Tôi liên tưởng tới cái sự kiện mà bà Maria, bà khóc rồi chẳng thấy gì vui. Chiều Chủ nhật tôi có nói câu chuyện của một cựu sĩ quan về hưu thuộc lữ đoàn kỵ binh Cossack của người Nga, của Nga Hoàng. Họ có một cái lữ đoàn kỵ binh nổi tiếng thế giới, thiện chiến, can đảm và trung thành với Nga Hoàng. Sau này khi cách mạng tháng 10 nổi lên thì cái lữ đoàn Cossack đó cũng trở thành những người chiến đấu cho Lenin. Rồi khi quân Đức đánh sang bên Nga thì cái ông sĩ quan già cấp tá, ông về hưu rồi, ông có hai người con đi theo binh nghiệp, cả hai đều tốt nghiệp trường sĩ quan kỵ binh Cossack. Người anh là Peter, trung úy. Người em là Gregory, cũng trung úy. Hai người con ở ngoài mặt trận mà quân Đức đánh tưng bừng, chiến dịch Barbarossa của họ thành công những tháng đầu. Họ đánh vào cách Moscow còn có 24 cây số là họ chiếm được thủ đô. Nhưng thời tiết, ý trời, họ thất bại. Thì một ngày, có một người quân nhân mang cái túi đưa thư đến đứng trước nhà ông cụ. Ông ngồi trên cửa sổ hút thuốc, hút ông điếu, ông biết rồi, chắc có tin gì rồi. Nhất là những người lính đem cái thư từ mặt trận về là không bao giờ là tin vui. Thế là đưa cái thư chào ông rồi đi, vì biết ông còn mang những huy chương của Nga Hoàng đã trao cho ông. Đi về thì ông bảo đứa cháu ngoại là đứa con gái, mày mở ra đọc ngay. Nó đọc: kính thưa gia đình, trung úy Gregory, là đứa em, là đứa mà ông thương hơn. Chúng tôi, bộ tham mưu và lữ đoàn kỵ binh Cossack, vô cùng đau đớn báo tin cho gia đình biết trung úy Gregory đã tử trận, và trong vùng đất của địch chúng tôi không lấy được xác. Con nhỏ đọc tiếp nữa, ông già đâu nghe nữa. Ông bảo con ngừng đọc lại. Ông nghe lại từng chữ. Thôi đúng rồi, đứa con yêu quý của ông chết rồi. Đúng rồi. Ông bảo mày đọc nữa đi. Con bé nó nói đọc rồi. Mày đọc nữa đi. Ông không còn nghe gì nữa hết. Đứa nhỏ đọc mấy lần rồi, nó để cái thơ trên bàn, nó trốn mất. Ông lại, ông gấp cái lá thơ lại. Ông lật nghiêng cái tượng Đức Mẹ, ông có nhét ở dưới gia đình Công giáo. Rồi ông đi ra ngoài đường. Ngay lúc đó ông bắt đầu nói: quý vị ơi, con trai yêu dấu của tôi chết rồi. Ông khóc. Suốt đêm đó ông không ngủ được. Cho nên sáng hôm sau người ta thấy cặp mắt ông thâm quầng lại. Rồi tóc ông sơ sát bạc ra thêm. Rồi suốt một tuần như vậy đó. Nhưng mà an ủi là ngày thứ ba, cha xứ và toàn giáo xứ dâng lễ cầu hồn cho trung úy Gregory, mặc dầu không có quan tài. Ông được an ủi, nhưng nỗi buồn của ông vẫn cứ tiếp tục dâng lên. Ông như người điên đi khắp cái làng đó để nói: con trai tôi chết rồi quý vị ơi, không bao giờ tôi tìm thấy nó nữa. Cả bộ tham mưu mà không lấy xác được nó về. Trong 12 ngày ông đi loan báo như vậy, ai gặp ổng cũng bắt tay, xin cho tôi chia buồn, ông nói cảm ơn, rồi ổng lại đi. Cứ nói cái tin đó. 12 ngày sau, ổng cũng ngồi trên cửa sổ, nước mắt đã cạn, thì cũng có người lính đem thư đến. Một cái luồng chớp chạy trong xương sống ổng: thằng Peter chết rồi.
Thằng anh lại cũng cái thơ với bưu điện của Bộ Tổng Tham mưu, lại kêu con nhỏ cháu ngoại ra, mày đọc nữa đi. Nó mở ra nó đọc. Kính thưa gia đình, Bộ Tham mưu và Lữ đoàn Kỵ binh Cossack xin đính chính. Chúng tôi tìm được Trung úy Gregory còn sống. Anh bị thương nặng ở vùng chiếm đóng của người Đức, cho nên tổ cứu thương không vào được. Nhưng một mình anh đã can đảm lết đi trên những vết thương trên chân của anh và còn dìu được một thương binh khác về đến bên chiến tuyến của người Nga. Và hiện anh đang ở trong quân y viện, sức khỏe hồi phục, đôi chân không bị tật. Xin kính báo để gia đình an tâm, anh sẽ được về thăm gia đình và nghỉ phép. Lần này ông không bảo con nhỏ đọc lại. Ông chạy ra ngoài đường liền, con tôi sống lại rồi. Ông nói sai, con ông chưa chết. Đáng lẽ ông phải nói, con tôi chưa chết, hãy mừng với tôi. Nhưng ông quên mất, ông cứ nói, 12 ngày rồi nó chết, bây giờ nó sống. Ông đi khắp nơi, ai đến ôm ông cũng nói cảm ơn nha, mừng đi, con tôi nó sống lại rồi. Câu chuyện đó, người ta trích ra từ lịch sử của Lữ đoàn Kỵ binh Cossack của Nga. Tôi hy vọng nó là câu chuyện thật. Nhưng có một sự thật phũ phàng hơn. Ngày thứ sáu tuần thánh cũng có ông già đi loan báo, con trai tôi chết thật rồi. Nó chết thê thảm lắm. Tôi thấy xác nó. Mà có ai chia buồn không? Ai trong chúng ta có người nào chia buồn với Chúa Cha không? Tôi dám chắc 100% không. Tại không ai gợi ý đó lên. Tội nghiệp ông già không? Con trai tôi chết rồi. 3 giờ chiều là họ kỷ niệm nè. Trời đất nó để tan. Màn trong đền thờ để tan xé ra. Đá nó vỡ ra. Mà tim con người không vỡ ra để chia buồn với ông già này. Là Thiên Phụ, Chúa Cha trên trời. Thật đáng trách. Rồi cái khuya thứ bảy, cũng ông già đó đi loan báo, con trai tôi sống lại rồi. Trong quý vị có ai đến chia buồn với ông bố đó không? Và chia vui không? Chia buồn thì mình nói thôi được, bỏ qua đi, tại vì tin nó tin buồn. Nhưng cái đêm thứ bảy là tin vui. Trong cái đêm vọng phục sinh đó, có ai nói với Thiên Chúa Cha trên trời, xin cho phép con được chia vui với Thiên Phụ trên trời không? Tôi cũng dám chắc không ai. Như vậy mình sống vô tình thật, hững hờ thật. Cho nên ngày hôm nay nếu cái bà Maria Magdalena bà có khóc, thì ít nhất bà cũng có một chút tình cảm, không hững hờ, mặc dù bà đi tìm cái xác, chứ không tìm một đấng đã sống lại. Nó hay thật. Cho nên ước gì? Mà chúng ta là gì? Chúa Giê-xu làm người để dẫn chúng ta về với Cha của Ngài. Mà chúng ta chưa hề chia vui, chia buồn với Cha của Ngài. Tội nghiệp cho ông già đó. Tôi dùng chữ ông già là vì ai vẽ hình Chúa Cha cũng râu già đó. Râu dài, thiệt dài, râu bạc. Rồi ở dưới miền Nam đó, mấy đứa nhỏ nó nói Chúa già hết đó. Chỉ có Chúa Thánh Thần là trẻ thôi. Tại sao? Tại vì các cha ở dưới miền Nam đó đọc nhân danh Cha già, Con già, Thánh Thần. Ai cũng già hết đó. Thật tội nghiệp cho ông già đã dựng nên chúng ta. Rồi còn sai con của ông tới để nói cho chúng ta về tình thương. Rồi chúng ta không chấp nhận, lôi con ông ra giết. Rồi khi ông đi loan báo, con tôi chết rồi, chả ai thông cảm. Rồi lúc con ông sống lại, con tôi sống lại rồi, cũng chả ai chia mừng, chia vui. Không tội nghiệp. Nếu được, từ đây đến lúc đi ngủ, nằm trên giường ngủ, nên nói, xin Cha trên trời chấp nhận lời chia vui của con với. Không có thiệt hại gì hết á. Chỉ sợ là mình ơ hờ, mình sẽ nghe bên này, qua bên này, quên mất, rồi mình không bao giờ nói. Cứ thử nói đi. Tại sao mình không có lòng sùng kính Chúa Cha? Cái nhân vật chính á.
Cho nên, kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu như Chúa trách Maria Magdalena vì đã đi tìm xác chết, Chúa cũng có thể trách mình. Đó là ngôn ngữ tôi nói nha. Tôi tin là Chúa không bao giờ trách. Nhưng Chúa cũng có thể buồn khi thấy mình hững hờ với cha của Ngài. Đó là một khuyết điểm rất lớn, cần phải sửa chữa. Chúng ta dừng lại ở các thánh rất tha thiết. Chúng ta dừng lại ở thánh Teresa, ở thánh Martin de Porres, ở thánh Alfonso, ở thánh gì mà chữa bệnh. Ông thánh gì tôi quên tên rồi. Hả? Không biết quên rồi. Nói lẹ quá nó quên. Chúng ta đi tìm các thánh chúng ta tôn sùng dữ lắm. Nhưng mà rồi chính Thiên Chúa là cha. Thì mình có đề cập tới không? Ít nhất buổi sáng thức dậy mình có chào hỏi không? Rồi qua cái biến cố thứ sáu tuần thánh có chia buồn không? Đêm vọng phục sinh có chia vui không? Nếu chưa, cũng còn giờ để làm. Chưa muộn đâu. Kính thưa quý ông bà, đây là câu chuyện của tôi, cho nên tôi kể tôi cũng không ngại. Ngày mùng 1 tháng 5 năm 1970 là lễ lao động. Hôm đó là ngày nghỉ, trường Đại học Đà Lạt nghỉ. Tôi dẫn một thiếu đoàn là sang trai Việt, là hướng đạo, đi vô Suối Vàng, cắm trại. Tôi có phép, tôi đi. Tất cả đi bằng xe đạp. 32 em thiếu sinh, một anh thiếu phó, huynh trưởng và một dự trưởng đi theo giúp tôi. Tất cả đoàn đi vô Suối Vàng chơi, đâu có chuyện gì xảy ra. Cũng cùng ngày nghỉ đó, có một tu sĩ của tu hội nhà Chúa tên là Nguyễn Văn Hồng. Đi vô thử hỏa tiễn, ông ấy chế mấy cái hỏa tiễn cho nó bay lên rồi nó bung dù ra rồi điều khiển cho nó đáp. Hôm đó tôi không có biết chuyện, sau này mới biết là báo chí đăng lại. Là hôm đó nó không bay mà nó nổ. Ông và một người đi giúp ổng. Ông người giúp ổng thì rụng cái tay xuống, ông thì chết tại chỗ. Và cái tiếng nổ làm cái đồn địa phương quân ở trên cái đỉnh đồi của Suối Vàng 2. Họ đi xuống và họ thấy xác chết. Thì họ báo về tiểu khu, họ lục trong túi ra thấy tu sĩ tên Nguyễn Văn Hồng. Thì họ báo về cho tiểu khu. Tiểu khu thì đọc cho tòa giám mục, có tu sĩ tên Hồng chết trong Suối Vàng. Vậy là Đức Cha biết con mình tôi tên Hồng thôi. Kêu về nhà dòng, cả nhà dòng lấy xe đi lên lượm xác. Mà lúc đó gia đình của ông kia, cái người bị thương đó, đã báo về cho gia đình lên lại nhặt xác đi hết. Chỉ còn máu me đó thôi. Cho nên nhà dòng suốt ngày chia nhau đi các nhà xác để tìm. 5 giờ chiều tôi về thì thấy trong phòng khách có trải cái giường lót khăn trắng, có 4 cây nến để sẵn chưa thắp. Có 2 anh ngồi canh mặc áo dòng. 2 anh đó, một anh bây giờ còn sống ở Dallas, ở Houston đó. Tôi bước vô giống y như cái bà Magdalena hồi nãy, đứng lên. Cái tôi hỏi thằng nào chết vậy? Mà mày còn sống hả? Mà mày chết rồi. Rõ ràng vậy đó. Tôi tức cười lắm, khó tả lắm. Cái tôi nói, nè mày rờ đi. Cái nó rờ, ủa, chưa chết hả? Lúc đó mấy sơ dòng Nazareth tới để chia buồn. Tôi nói, mày trải khăn ra, tao nằm đúp khăn lại để mấy bà vô, tao ngồi vậy cho chạy. Tụi nó can quá. Chứ không thôi, tôi là tôi làm á. Đó. Người ta chưa chết, đáng mừng như vậy. Mà cái buồn nhất là đồ đạc của tôi, chắc tụi nó thấy dơ quá nó đốt sạch hết. Ngày hôm sau phải đi kiếm mấy chỗ từ thiện để mà mua quần áo mà mặc á. Đó là một kỷ niệm. Mùng 1 tháng 5 1970 không bao giờ quên. Chết hụt mà chưa chết. Như vậy mình vui á. Còn huống chi là cái ông già kia, con ông chết rồi. Về phương diện nhân tính chết thật, về phương diện thương thiên tính Chúa Giêsu đâu thể chết được. Nhưng mà về bản chất con người Chúa chết thật.
mà mình có chia vui với ông bố của ông không? Xin làm đi. Xin mời cộng đoàn đứng.